Chào mừng các anh chị đã đến với video giới thiệu tính năng của giải pháp 1C Company Management. Thay mặt cho đội ngũ phát triển, tôi xin gửi lời cảm ơn tới các anh chị đã dành thời gian quan tâm đến những giải pháp phần mềm của 1C Việt Nam. Về giải pháp 1C Company Management, đây là giải pháp quản trị tổng thể dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, giúp hỗ trợ hoạch định nguồn lực, tự động hóa, nâng cao hiệu quả quản trị, từ đó mở ra những cơ hội mới để nâng tầm và phát triển cho công ty của chúng ta. Trong những phút sắp tới, anh chị sẽ thấy được tổng quan về khả năng hỗ trợ quản lý của 1C Company Management dành cho mô hình các doanh nghiệp thương mại. Như trên màn hình hiện tại, mọi người có thể thấy được giao diện tổng quan của phần mềm với màn hình trang đầu hiện lên khi người sử dụng tiến hành đăng nhập. Tại giao diện này, người dùng có thể bao quát toàn bộ những thông tin chính về tình hình sức khỏe của doanh nghiệp. Ngoài ra, sẽ có những công việc mà bản thân người dùng đó cần phải thực hiện, hay những nhắc việc mà họ có thể tự tạo ra để thông báo cho mình về những đôi việc cần phải làm. Về phần danh sách phân hệ, 1C Company Management có đầy đủ những phân hệ quản trị cần thiết như mọi người có thể thấy ở đây, bao gồm phân hệ về quản lý quan hệ khách hàng CRM, phân hệ bán hàng, phân hệ mua hàng, phân hệ kho bãi, phân hệ công việc, phân hệ tiền, phân hệ tiền lương, cuối cùng, phân hệ công ty, chứa các thông tin về những doanh nghiệp cần quản lý, các danh mục master data quan trọng và toàn bộ hệ thống báo cáo của phần mềm. Toàn bộ giao diện này, khi được phân quyền tới từng người sử dụng, sẽ được thu gọn tối giản, giúp bàn làm việc của họ có được tính thực dụng cao nhất. Với việc hệ thống sẽ cần phải xử lý và đồng bộ rất nhiều thông tin, công tác quản lý master data là vô cùng quan trọng. Với 1C Company Management, toàn bộ các danh mục thông tin sẽ được tổ chức theo sơ đồ hình cây, giúp người dùng có thể hệ thống thông tin của mình theo các thư mục. Ở đây, chúng ta sẽ xem qua về vài danh mục rất quan trọng với hầu hết các doanh nghiệp. Đầu tiên, danh mục mặt hàng. Cũng như các danh mục khác, danh mục mặt hàng cũng được bố trí bằng sơ đồ hình cây. Việc thay đổi các phần tử trong cấu trúc dữ liệu được thực hiện rất dễ dàng thông qua các thao tác kéo, thả. Ngoài ra, phần mềm cũng có các phím tắt giúp nâng cao mức độ thân thiện với người sử dụng. Về phần giao diện thông tin chi tiết của một mặt hàng, chúng ta sẽ có các thông tin bao gồm phân loại mặt hàng, phân nhóm mặt hàng, các thông tin về tên mặt hàng bao gồm tên gọi, tên để in, mã hàng, đơn vị tính, hình ảnh minh họa cho sản phẩm. Bên dưới, chúng ta có thể thấy về biểu đồ bán hàng của sản phẩm có sự tách biệt giữa giá vốn và lợi nhuận. Với các thông tin bổ sung, chúng ta có thể nhìn lên phía trên để thấy được các thông tin này. Ví dụ như đơn giá, đây là nơi chúng ta xét các mức giá bán cho mặt hàng của doanh nghiệp. Toàn bộ những giá này sẽ được tổng hợp lại để chúng ta có thể theo dõi về sự biến động của chúng theo các khoảng thời gian. Với những mặt hàng chúng ta sử dụng các đơn vị tính khác nhau trong quá trình giao dịch thực tế, phần mềm sẽ cho phép khai báo các đơn vị tính quy đổi ở đây. Việc truy xuất hàng hóa cũng sẽ dễ dàng hơn khi trong 1C Company Management sẽ cho phép người dùng quản lý hàng hóa của doanh nghiệp theo những mã vạch cũng như hỗ trợ kết nối với các thiết bị đầu ra. 1C Company Management cũng sẽ có khả năng hỗ trợ chúng ta ghi nhận các sản phẩm thay thế. Khi hàng hóa không được cung ứng đủ, các mặt hàng thay thế này sẽ được phần mềm gợi ý để sử dụng. Ngoài ra, trên thực tế, chúng ta có thể đính kèm các file liên quan đến mặt hàng như những bản giới thiệu, giấy chứng nhận sản phẩm để công việc quản lý thông tin mặt hàng được thuận tiện nhất. Một danh mục khác cũng không kém phần quan trọng chính là danh mục đối tác. Trong 1C Company Management, danh mục đối tác được chia thành nhiều dạng đối tác như khách hàng, nhà cung cấp hay các dạng khác. Với từng đối tác, chúng ta cũng có thể có đầy đủ thông tin từ tên gọi, địa chỉ, email, mã số thuế. Chi tiết hơn, sẽ có các thông tin về người liên hệ của chúng ta đối với đối tác đó. Tại màn hình này, chúng ta cũng có thể nhìn được nhanh về công nợ của khách hàng tại thời điểm tương ứng, những hợp đồng phát sinh, sự kiện liên hệ với từng đối tác, cùng với đó là các file để đính kèm. Để xem chi tiết về các thông tin liên quan đến khách, phần mềm cũng sẽ cho chúng ta có thể thiết lập nhanh các báo cáo như báo cáo về bán hàng, mua hàng, công nợ tương ứng đối với đối tượng đang truy cập. Đối với những doanh nghiệp có nhiều kho bãi
hay kho có diện tích lớn. Việc quản lý kho thường gặp nhiều khó khăn do các thông tin về quản lý hàng hóa thường không được đáp ứng đủ. Với một sale company management, chúng ta có thể tiến hành quản lý đa kho, thiết lập các kho theo sơ đồ hình cây quen thuộc. Không chỉ như vậy, trong từng kho, chúng ta có thể chia nhỏ ra các phân vùng vị trí hay kệ để hàng. Tất cả những điều này sẽ giúp chi tiết hóa các nhiệm vụ nhập xuất các mặt hàng, giảm thiểu thời gian tra cứu của bộ phận kho. Về các nhiệm vụ kho, phần mềm cũng đáp ứng đầy đủ những tính năng để ghi nhận, bao gồm các thao tác điều chuyển hàng hóa, kiểm kê kho, điều chỉnh kho hay hỗ trợ in nhãn tem trực tiếp từ phần mềm. Vậy thì chính xác, một sale company management sẽ hỗ trợ được gì cho các doanh nghiệp thương mại? Ở đây, chúng ta sẽ thấy được cụ thể về quy trình kinh doanh thực tế giữa một doanh nghiệp thương mại và khách hàng của họ. Với phân hệ quản lý quan hệ khách hàng CRM, người sử dụng có thể quản lý khách hàng của mình kể từ thời điểm họ mới chỉ là những đầu mối, hay trong phần mềm được gọi là khách hàng tiềm năng. Về danh sách các khách hàng tiềm năng, chúng ta có thể tạo trực tiếp từng khách hàng hoặc đổ dữ liệu hàng loạt theo các form mà chúng ta thu thập được. Trên giao diện thực tế, một khách hàng tiềm năng sẽ có các thông tin về tình trạng xử lý, tên, số điện thoại, địa chỉ, ghi chú như lĩnh vực hay mặt hàng họ quan tâm, nguồn nào đã đem lại khách hàng này. Ngoài ra, chúng ta có thể chỉ định được những người chịu trách nhiệm về các đầu mối này. Trên thực tế, có thể là các nhân viên kinh doanh để theo dõi song song giữa sự phát triển của khách hàng và công tác chăm sóc khách hàng của nhân viên tương ứng. Không chỉ có vậy, trên phần mềm cũng không giới hạn việc chúng ta tạo ra thêm các thông tin đặc thù để quản lý trong trường hợp có phát sinh thực tế. Việc chăm sóc khách hàng hay các khách hàng tiềm năng, chúng ta có thể thực hiện được bằng việc tạo ra những sự kiện như những cuộc gọi, tin nhắn, cuộc gặp, từ đó tạo thành một dãy những lịch sử giao tiếp với khách. Với mỗi một sự kiện, chúng ta sẽ có các thông tin về chủ đề trao đổi, nội dung trao đổi, thời gian bắt đầu và kết thúc, cũng như trạng thái của sự kiện như đã hoàn thành hay được lên kế hoạch. Toàn bộ các công việc nói chung hay các thao tác sự kiện chăm sóc khách hàng nói riêng sẽ được tổng hợp lại thông qua màn hình trung tâm liên lạc. Đây là nơi người sử dụng có thể dễ dàng tổng hợp được các công việc cần phải thực hiện thông qua cụ thể từng khoảng thời gian. Công tác quản lý và sắp xếp công việc chưa bao giờ trực quan và dễ dàng như vậy, khi người dùng có thể quan sát được ngay trạng thái công việc của bản thân từ chưa thực hiện, đã hủy bỏ hay đã hoàn thành. Về cách thức sắp xếp công việc, các thao tác kéo, thả sẽ giúp người dùng đơn giản hóa một cách tối đa nhất công tác lên lịch làm việc của bản thân. Khi khách hàng đã phát sinh nhu cầu thực sự và tiến hành đặt hàng của doanh nghiệp chúng ta, phân hệ bán hàng với chứng từ đơn hàng của khách sẽ là nơi tiếp theo chúng ta cần quan tâm. Với một sale company management, màn hình quản lý đơn hàng sẽ hiển thị danh sách tất cả các đơn đặt hàng từ khách hàng. Với việc kiểm soát nhanh tình trạng hoàn thành đơn hàng thông qua các biểu tượng màu sắc cho các thông tin về tiến độ giao hàng hay tiến độ thanh toán. Ngoài ra, tình trạng chi tiết của đơn hàng cũng sẽ được cập nhật cụ thể để các bộ phận liên quan có thể nắm bắt dễ dàng hơn. Cùng với đó, các thông tin về giá trị đơn hàng hay ngày dự kiến giao hàng cũng sẽ được hiển thị. Tại giao diện chi tiết, đơn hàng của một sale company management sẽ có các thông tin về đối tượng đặt hàng, ngày đặt hàng, ngày dự kiến giao hàng, kèm theo đó là hợp đồng tương ứng với khách. Phần trạng thái đơn hàng có thể được tạo ra bởi người sử dụng và có thể được tự động cập nhật với các thiết lập bởi người dùng. Phía dưới, chúng ta sẽ có các tab thể hiện các thông tin của đơn, bao gồm các mặt hàng khách đặt, số lượng, các thông tin về chiết khấu và thành tiền. Đối với phần chiết khấu, trong một sale company management, người dùng ngoài việc có thể đưa ra các mức chiết khấu thủ công, thì phần mềm có hỗ trợ việc chúng ta đưa ra những thiết lập cho chiết khấu tự động. Những thiết lập này có thể được tùy chỉnh về quy mô tác dụng như những mặt hàng hay nhóm mặt hàng, hoặc cũng có thể khống chế về mặt thời gian tác dụng. Trở lại với giao diện đơn hàng của khách, tại đây, người dùng cũng có thể tra cứu nhanh về tồn kho của các mặt hàng liên quan thông qua biểu tượng con mắt để có được thông tin trực tiếp về việc đáp ứng hàng hóa cho khách. Ngoài ra, trên đơn hàng cũng sẽ có các thông tin về việc vận chuyển hàng hóa như cách thức hay chi phí vận chuyển. Với những đơn hàng có chia làm nhiều đợt thanh toán, người sử dụng có thể ghi nhận lại về tiến độ tiền về thông qua tab lịch thanh toán. Về các tính năng hỗ trợ, một sale company management
sẽ có hỗ trợ chúng ta về việc in trực tiếp những báo giá hay hợp đồng với những thông tin đặc thù được lấy từ đơn hàng, giúp giảm thiểu các thao tác về lập báo giá hay hợp đồng cho khách. Một vấn đề mà rất nhiều doanh nghiệp gặp phải đó chính là việc không biết cần phải mua thêm bao nhiêu hàng hóa, do đó gây nên tình trạng thiếu hàng do không mua đủ, hay nếu mua thừa thì nhu cầu của doanh nghiệp lại không sử dụng hết, khiến gia tăng chi phí lưu kho. Để giải quyết điều này, tại phân hệ mua hàng, một xe Company Management cung cấp cho người dùng công cụ tính toán nhu cầu nhập hàng cho doanh nghiệp. Tại đây, người sử dụng sẽ đưa ra một vài tham số. Phần mềm sẽ tự động đưa ra những thông tin chính xác về những mặt hàng còn thiếu dựa trên nhu cầu thực tế, bao gồm các yếu tố như nhu cầu sử dụng hay buôn bán của doanh nghiệp, những thiết lập của người dùng về tồn kho tối đa tối thiểu cho từng mặt hàng, các đơn hàng mà ta sẽ nhận được trong tương lai, vân vân. Từ đây, phần mềm sẽ đưa ra chúng ta câu trả lời chính xác, kèm theo đó là thông tin về nguồn phát sinh nhu cầu này đến từ đâu. Từ những thông tin đó, người dùng có thể kế thừa trực tiếp để đi đến việc lập đơn đặt mua hàng. Về việc mua hàng, một C Company Management đã được thiết kế đầy đủ quy trình và tính năng cho nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Với màn hình đơn đặt hàng nhà cung cấp, các giao diện gần như tương tự với đơn đặt hàng của khách, như theo dõi về tình trạng của đơn hàng cực nhanh thông qua các biểu tượng trực quan. Kèm theo đó, vẫn sẽ có các thông tin về tiến độ đơn, giá trị đơn hàng, ngày dự kiến giao hàng. Chi tiết trong đơn vẫn sẽ có các thông tin như đặt hàng từ nhà nào, đặt cái gì, số lượng bao nhiêu, đơn giá, chiết khấu, tính tiền. Khi nhận hàng đặt từ nhà cung cấp cho đơn, chúng ta có thể sinh ra chứng từ hóa đơn nhận hàng trên cơ sở đơn hàng. Thao tác này giúp kế thừa toàn bộ các thông tin trước đó. Sau khi có hóa đơn nhận hàng, tồn kho của mặt hàng cũng được tăng lên, cùng với đó là công nợ phải trả nhà cung cấp. Ở bộ phận quản lý đơn hàng của khách, thông tin về tồn kho của sản phẩm lập tức được cập nhật. Nhân viên bán hàng lúc này thực hiện thao tác giao hàng trả khách, hoàn thành nhiệm vụ bên bán. Về việc thu hồi hay chi trả công nợ, trên phần mềm chúng ta cũng có các chứng từ về phiếu thu, phiếu chi tương ứng và quỹ tiền mặt hoặc tài khoản ngân hàng theo thực tế phát sinh. Các công việc thu tiền vào hay chi tiền ra sẽ được thực hiện ở phân hệ tiền. Đây là nơi chúng ta nắm bực toàn bộ về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Ngoài các thông tin về thu chi từ các quỹ tiền mặt hay tài khoản ngân hàng, tại đây, người quản trị có thể quản lý được các khía cạnh khác, ví dụ như kiểm soát về các khoản vay từ bên ngoài với khả năng tự động tính toán liên kim phải trả. Với tính năng này, sau khi đưa ra các thông tin về khế ước vay như vay từ phía nào, tổng số tiền vay là bao nhiêu, thời hạn như thế nào cũng như cách thức tính toán lãi, phần mềm sẽ tự động điền các liên kim tương ứng để doanh nghiệp có thể lên kế hoạch chi trả. Một tính năng nổi bật trong phân hệ tiền của một C Company Management đó chính là việc chúng ta có thể nhìn được dòng tiền tương lai của doanh nghiệp thông qua mục lịch thanh toán. Ở đây, tất cả các thông tin về việc dự kiến, thu và chi sẽ được tổng hợp lại ở báo cáo này, giúp người quản trị có thể nắm được tình hình sức khỏe dòng tiền của toàn bộ doanh nghiệp trong hiện tại và tương lai. Công tác quản lý doanh nghiệp trong một C Company Management có thể được chi tiết hơn nữa khi phần mềm cho phép ta đặt ra những chỉ tiêu kinh doanh được quản lý theo nhiều nhóm chỉ tiêu. Ví dụ như về dòng tiền, người dùng có thể thiết lập về việc sẽ có các chỉ tiêu dành cho quảng cáo và marketing, các khoản chi phí văn phòng hay các khoản thu về tiền mặt thiết bị hay mặt hàng. Sau đó, chúng ta có thể lên được kế hoạch ngân sách cho các chỉ tiêu này. Về chi tiết của từng kế hoạch ngân sách, phần mềm sẽ cho chúng ta các kịch bản về kế hoạch như thời hạn kế hoạch hay các góc độ thiết lập chúng. Tại từng nhóm chỉ tiêu, ta có thể đề ra về mức ngân sách dự kiến, nguồn ghi nhận chỉ tiêu đó hay lĩnh vực hoạt động tương ứng. Khi doanh nghiệp phát sinh ra con số thực tế, lúc này, để kiểm soát giữa hai phần thực tế và kế hoạch, ta có thể xem ở màn hình phân tích kinh doanh. Tại đây, từng nhóm chỉ tiêu sẽ được thể hiện với mức kế hoạch đã được thiết lập ở chứng từ ngân sách, cùng với so sánh với chênh lệch thực tế phát sinh. Từ tất cả những thông tin này, một C Company Management sẽ giúp nhà quản trị có thể nắm được toàn bộ tình hình kinh doanh của doanh nghiệp, biết được chỉ tiêu nào đề ra đang được thực hiện tốt, chỉ tiêu nào chưa từng thực hiện tốt. Kết quả của tất cả các thao tác nghiệp vụ trên sẽ được thể hiện thông qua các báo cáo.
vệ thông báo cáo của một C Company Management. Người sử dụng có thể xem xét trên rất nhiều góc độ và các kiểu thông tin khác nhau. Ví dụ, tại phần hệ CRM, chúng ta có thể có các báo cáo về phễu bán hàng, giúp truyền tải thông tin như tình trạng chuyển đổi khách hàng tiềm năng sang khách hàng chính thức, tình trạng bán hàng cho khách hàng hay thực tế về việc thực hiện đơn hàng của khách. Về bán hàng, phần mềm sẽ có rất nhiều các báo cáo như báo cáo thống kê về kết quả bán hàng. Hay ở đây, chúng ta sẽ có thể biết thêm về thông tin chi tiết của từng đơn hàng như về tình trạng thanh toán, tình trạng giao hàng, v.v. Các báo cáo về biến động bán hàng theo nhiều góc độ cũng được thể hiện như biến động bán hàng theo khách hàng, biến động bán hàng theo mặt hàng hay biến động bán hàng theo các nhân viên bán hàng. Về việc quản lý kho và mua hàng, phần mềm cũng sẽ cung cấp những biểu mẫu về quản lý xuất nhập tồn, chi tiết đến từng kho, từng mặt hàng hay từng ô, kệ nếu có. Cùng với đó sẽ là các báo cáo tổng hợp về công nợ với các khách hàng và nhà cung cấp, có thể thiết lập theo thời hạn để quản lý thêm về tuổi nợ, v.v. Về các con số cuối cùng để thể hiện các kết quả kinh doanh, phần mềm có thể tổng hợp được các báo cáo về lãi lỗ cũng như so sánh giữa các con số giữa thực tế và kế hoạch. Và trên đây là một số tính năng chính mà một C Company Management sẽ tỏ ra hữu ích với các doanh nghiệp thương mại. Hy vọng qua video này cũng đã cung cấp cho các anh chị cái nhìn tổng thể nhất về giải pháp quản trị doanh nghiệp của một C Việt Nam. Vì là một giải pháp quản lý tổng thể, sẽ có nhiều khía cạnh chưa thể nhắc đến được ở đây, nên các anh chị có thể liên hệ ngay với một C Việt Nam để có thể xem chi tiết hơn về toàn bộ tính năng của giải pháp một C Company Management. Một lần nữa, thay mặt cho đội ngũ phát triển, xin cảm ơn các anh chị đã dành thời gian quan tâm tới các giải pháp của một C Việt Nam. Một C rất hân hạnh và tự hào khi được góp phần vào thành công của doanh nghiệp trong thời đại chuyển đổi số.